天空，一切都不同。曾经的那个我，消失无影无踪。不再相信谁能把谁救出，直到你闯入我的世界。就算这世界破裂成一片黑暗，我们在黑暗中方站。其实bộ phim Váy công chúa và chiếc bật lửa. Tập 1. Số 1 của lớp kỹ thuật ứng dụng 1, khoa công nghệ thông tin, Lý Tuân. Lý Tuân, có mặt không? Đâu rồi? Chu Dận. Kẻ phản bội phải xuống địa ngục. Chứ coi như tôi phản bội là được. Dù sao những thứ này đối với tôi mà nói vốn không hề có sức trói buộc. Nếu thật sự phải xuống địa ngục cũng không hề gì. Kinh nghiệm của tôi rất phong phú. Em sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à? Không sao chứ? Không sao. Chào cô, các vị hành khách, chuyến bay lần này bay tới Thượng Hải, Trung Quốc. Thời gian là 13 tiếng, dự kiến sẽ tới trong 2 tiếng sau. Sắp tới nhà rồi, vui lên đi. Trúc à, sao lần này cậu có thời gian về đây vậy? Lần này con quay về, vừa đúng lúc có chuyện cần phải làm, nên cùng với chú Dận về luôn. À phải, thưa dì thưa chú, ba mẹ của con đã bảo con đem quà về cho hai người. Cứ khách sáo như vậy làm gì?
Chút nữa khi tôi và chú Ích làm xong visa rồi cũng sẽ qua đó thăm họ. Vậy cũng tốt. Dạ được. Được rồi, không vấn đề. Dạ, lên xe đi. Dạ. Vào cuối năm ngoái, từ Thượng Hải tới Lâm Dương lại mở thêm đường cao tốc, cho nên bây giờ về rất nhanh, 2 tiếng là tới. Đất nước thay đổi nhanh thật. Con không về mới có 2-3 năm mà cảm thấy có nhiều nơi mình cũng không nhận ra được. Phải. Con không phải sao? Dần dần con xem sau này bên kia sẽ xây một khu vui chơi đó. Tới rồi. Đã xong. Cái này rất tốt. Có lòng quá rồi. Đúng thật là. Nhưng mà tốt thật. Dần dần. Chưa sửa mà con. Ăn đau bụng đó. Không sao mẹ. Làm nhiều món tới vậy sao? Quan hệ bây giờ của hai con sao rồi? Bạn bè thôi. Kiểu bạn bè gì vậy? Bạn bè bình thường không thể bình thường hơn được nữa. Vậy con có suy nghĩ gì? Nghĩ gì là cái gì chứ? Anh tu trúc đi nước này tới nước khác, cả năm nay con đều đang bận công việc ký visa, gặp cũng chẳng được mấy lần. Con cũng không còn nhỏ nữa, đã 25 tuổi rồi. Con người, mỗi một giai đoạn phải làm chuyện của mỗi giai đoạn đó. Lúc còn đi học thì phải tập trung học hành, sau khi tốt nghiệp thì chính là phải tìm công việc, lập một gia đình. Bây giờ mẹ đã yên tâm chuyện công việc của con rồi. Phải thay đổi trọng tâm chiến lược đi. Theo mẹ thấy điều kiện tu trúc không tệ. Không phải mẹ còn chê thành tích anh ấy không tốt sao? Đó là lúc cậu ấy còn nhỏ. Mẹ cảm thấy con người của tu trúc tính cách cũng tốt, dịu dàng, chu đáo. Kiểu dịu dàng chu đáo này không phải bất cứ người nào cũng có thể làm được đâu. Khu giám sát phía Tây. Cầm cái này đi sở cảnh sát làm giấy chứng nhận đi. Đồ đạc của cậu cất kỹ một chút. Đi đi. Ấm giỡn, nước không sôi được. Ông chủ. Thank you.
Internet, mô hình đổi mới kinh doanh của ngành công nghiệp game thời đại mới. Phòng tiếp khách này vừa tồi vừa ồn, đoán chừng 5 tuổi còn lớn hơn tôi. Nhưng mà nói về tổng thể thì rộng hơn nhiều so với nhà tù. Cậu đang làm gì vậy? Tôi từng xem công ty này, tòa nhà mới rất là lớn, xây dựng ở trong trung tâm, giàu sang lắm. Bao giờ chúng ta đi? Ngày mai. Có cần tôi làm gì không? Về điểm này, LP của chúng tôi vẫn luôn lấy chuyện này làm mục tiêu, không ngừng tăng cường khả năng cạnh tranh, đổi mới bản thân. Cơ cấu thị trường game trong nước sẽ không xảy ra thay đổi về tính cơ bản trong vài năm ở tương lai. Đội lãnh đạo hàng đầu đã có chỗ đứng vững chắc, cho nên những nhóm mới sẽ vô cùng khó khăn, đặc biệt là những công ty mới đang muốn tham gia vào. Tôi tìm Cao Kiến Hùng. À dạ, anh đợi một chút. Dạ, dạ. Chúng tôi đã bàn bạc với bên Tham Lan hai lần, giá cả cũng đã mở tới mức cao nhất, nhưng mà họ vẫn không đồng ý. Đi đàm phán tiếp. Vậy về mặt giá cả, tùy ý họ muốn, chỉ là không mắc hơn, cái chúng ta tự làm là được. Tới rồi, chính là ở đây. Tôi đưa cô vào trong. Tự mình tôi vào trong được rồi. Dạ. Giám đốc. Giám đốc à. Giám đốc. Giám đốc. Giám đốc à. Ngồi to như vậy làm gì? Cửa dưới lòng cũng không khóa. Ngôi sao lớn như cậu có thể có chút ý thức an toàn không? Mình còn không nhớ là hôm qua bản thân mình về đây bằng cách nào nữa. Đừng bạn yêu, đừng có kéo. Làm gì? Cậu quên mình là ma cà rồng sao? Mình sợ ánh sáng mà. Vậy cậu mau đứng dậy đi tắm đi, mau lên. Lần này mình quay về là vì mẹ mình chỉ cho mình 3 ngày. Mình chỉ cho cậu 1 ngày. Đợi cậu ở ngoài nha. Được. Đương nhiên, có người từng nói ông trùm có thể độc quyền về lưu lượng, nhưng mà không thể độc quyền về sáng tạo. Tôi rất đồng ý. Chúng tôi chưa từng bài xích việc cạnh tranh với công ty mới. Dĩ nhiên, nói về mức độ nào đó thì... Lúc tới đây đã nhìn thấy tòa nhà lớn L&B rồi chưa? Siêu khí thế luôn. Bây giờ L&B cũng tính là công ty game hàng đầu trong nước, cũng độc quyền ngành nghề luôn rồi. Đó là do công ty của họ đã phát hành một số mẫu game, đều là sao chép game của nước ngoài. Cái gì cũng sao chép, sao một cái sao chép một cái, với lại bán chạy tốt hơn người khác. Những chuyện này cậu đều không biết. Sau khi ra nước ngoài, mình đã không còn quan tâm những chuyện này nữa. Mình nói này Chu Dận, LB cũng là tâm huyết của cậu. Không cần đàn ông thì bỏ đi. Công ty này cậu cũng bỏ được sao? Đã không còn liên quan gì tới mình nữa. Mình muốn uống rượu. Được. Chọn thoải mái.
ra ngoài khi nào? Giảm án rồi à? Sau này có dự định gì hay chưa? Đã ra ngoài rồi thì sống cho tốt, đừng tái phạm sai lầm lúc trước. Công ty hoạt động cũng khá tốt. Cao tổng, trở lại vấn đề chính đi. Lát nữa tôi còn có chuyện nên sẽ không nói nhiều với cậu đâu. Hôm nay cậu tới tìm tôi không phải chỉ vì gợi nhớ chuyện xưa chứ? Tôi không thích nói vòng vo. Cậu cứ nói thẳng đi, cậu muốn gì? Cậu nói xem, nếu như Lý Tư lúc đó không vô đó, bây giờ các lực cũng không đến nỗi phải suy bại như vậy. Suy bại bây giờ như vậy không phải rất tốt sao? Mình vẫn còn nhớ lời nói hai người từng nói qua, tầm nhìn của các lực là đề cao tỷ lệ điều trị ung thư lên 1/100. Nghe vào lý tưởng biết bao, nhưng thực tế chỉ cần đủ mặt dày thì danh lợi đều có. Đợi Lý Tuân xa rồi thì có thể có được tất cả thứ cậu ta muốn. Cũng như cậu ta từng nói, cậu ta chính là người như vậy. Có thể cậu ta vốn dĩ không có sự lựa chọn. Cậu nghĩ xem, lúc xử Lý Tuân vào đó, cậu ta chỉ có thể mang công ty ủy thác cho Cao Kiến Hồng. Như lúc còn ở trong trường, ba người các cậu như tam giác cạnh vậy. Cậu ta ngoài cậu ra, chẳng phải được tin tưởng cậu ta sao? Tôi khuyên cậu nắm bắt cơ hội. Dù sao thì sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều đâu. Tôi hỏi cậu lần cuối cùng, rốt cuộc cậu muốn gì? Sau này ra sao là chuyện của cậu. Tình nghĩa bao năm nay của chúng ta, hôm nay một lần mua hết, để cậu có thể sống những ngày tháng nghiêm túc. Nói đi, bao nhiêu tôi sẽ không trả giá. Cao Kiến Hùng, cậu nghe kỹ nha. Người phản bội đều sẽ phải trả giá. Sao rồi? Được rồi, ăn cơm trước. Thật ra cậu không nói, tôi cũng đoán được 7-8 phần. Chuyện này cậu cũng không cần trách cậu ta. Cả thế giới đều như vậy. Cậu biết hồi tôi mới ra, ba mẹ tôi cũng không nhận tôi. Người bạn học này của cậu có là gì chứ? Bạn bè đều sẽ nhạt dần mà. Càng thân thì càng dễ phản bội. Hay là cậu theo tôi đi? Dù sao thì chúng ta cũng từng ở chung phòng giam. Tôi ra ngoài được 1 tháng rồi, tôi đang chờ cậu. Cậu muốn làm gì tôi đều có thể giúp. Tôi coi cậu là anh em tốt, tôi tình nguyện đi theo cậu. Chúng ta ra ngoại ô, dựa vào kỹ thuật của chúng ta, chỉ cần có mạng và bàn phím, gõ gõ vài cái là có thể kiếm tiền. Đó không phải thứ tôi cần. Vậy cậu muốn cái gì? Không phải, ôm nhau chết chung cùng loại người đó không đáng đâu. Ôm nhau chết chung, đóng phim à? Tôi thật không hiểu nổi. Cậu nói chúng ta đi ra nước ngoài, vậy cậu không phải vẫn có thể trả thù được sao? Vấn đề cậu bây giờ là cậu rời khỏi ngành này lâu như vậy. Cậu muốn dùng thủ đoạn chính đáng để lật đổ một công ty sẽ tốn rất nhiều công sức.
Rõ ràng có thể dùng cách đơn giản hơn, sao cậu không chịu thử chứ? Này đừng có ăn nữa, nói gì đi mà. Loại người này không đáng để tôi né tránh. Tôi cũng không quen đơn giản. Vất vả hay không không quan trọng, quan trọng là tôi muốn để họ hiểu họ cần phải trả giá. Lý Tuân, mình nói nghiêm túc. Bất kể sau này cậu muốn làm gì, có mục tiêu gì, cậu đều có thể đặt mình vào trong đó. Mình không nói đùa, mình nói là làm. Mình biết. Gì vậy? Có phải là quên mang đồ không? Nè, sao khi nào vậy? Hôm qua. Cũng nhanh quá chứ, xem ra biểu hiện cũng khá tốt. Giúp nhà giam thiết kế ra một hệ thống quản lý, tự mình làm hệ thống và bản thân. Được đó, không hổ danh là cậu. Sao bên ngoài có quen không? Chu Dận có biết chưa? Chu Dận vừa từ chỗ mình về, chắc cậu ta vẫn chưa biết. Cậu không tính gặp cậu ta sao? Không gặp. Hôm nay tôi tới tìm cậu là có chuyện khác. Chuyện gì? Còn nhớ lúc trước chúng ta ở quán bar nói gì không? Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Chúng tôi là giám nhạc Khinh Hồng. Sao rồi, cậu đầu tư vô? Cậu sẽ là ông chủ của tụi này. Sau này giám nhạc sẽ có cổ phần của cậu. Sau này giám nhạc có doanh thu, sẽ như chúng ta đã nói với nhau, phần trăm trả cho cậu. Cậu tới là để lấy tiền sao? Cậu tới đây tìm tôi là để lấy tiền phải không? Phải. Nói với bạn Lý Tuân, cậu với công ty Cao Kiến Hồng cũng sắp ra thị trường rồi. Sẽ không lâu nữa tên hai người sẽ nằm trong danh sách top đại gia. Giờ cậu lại để tâm chút tiền nhỏ nhặt để của mình sao? Có ai mà không thích tiền chứ? Được, sẽ đưa cho cậu. Mang cả vốn lẫn lời trả cho cậu, làm tròn số trả cậu, có đủ không? Không ngờ mối giao tình của chúng ta giờ chỉ còn lại tiền mà thôi. Chu Dận nói đúng,
Cậu vốn dĩ là loại người này. Nhưng không để Chu Dận biết cũng được. Đừng làm phiền tới hạnh phúc của cậu ta. Cái người Điền Tu Trúc cậu còn nhớ không? Lần này cậu ta đi chung với Chu Dận quay về. Không tin sao? Chuyến này họ về hình như là để kết hôn thì phải. Nói xong chưa? Tiền đâu nằm ở chỗ mình. Cậu nói mình nghe con số đi. Ngày mai mình kêu người chuyển cho cậu. Không tiện. Anh Điền Tu Trúc là họa sĩ giỏi trong nước. Anh ta ban tặng tác phẩm gồ ghề nhất cho bảo tàng là một sự hãnh diện và lấp đầy cho bộ sưu tập của bảo tàng chúng tôi, cũng phản ánh được sự quan tâm và cống hiến sâu sắc của chúng tôi đối với các loại sưu tập nghệ thuật đương đại của Trung Quốc chúng ta. Chúc mừng. Cảm ơn. Chúc mừng. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Chúc mừng nha, họa sĩ Điền. Sáu năm trước, lần anh về nước tham gia triển lãm, anh nhớ lúc đó em cũng lại dừng lại trước bức tranh này. Lúc đó anh nghĩ em ngay cả bảo tố Jojo cũng không màng tới, mà lại bị bức tranh này của anh thu hút sự chú ý. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh cho điều gì? Chứng minh rằng em đối với nghệ thuật vốn không hề có hứng thú. Cái này là sự thật. Gồ ghề à? Tuân. Này, mình không phải xem. Cậu thích xem không sao? Xem. Nào, xem mình đi không chứ xem. Đứng yên mà xem. Qua đây. Đứng yên mà xem. Đứng gần một chút. Gần một chút. Xong rồi à? Sau này ở nước ngoài làm là được rồi, không cần phải về đây. Điện thoại của em treo nãy giờ. Hiếm khi nha, hôm nay dậy sớm vậy. Chu Dận, lần này về bên đó sẽ còn quay lại không? Trong thời gian ngắn chắc sẽ không về đâu. Hôm nay cậu có bận gì không? Không có, sao vậy? Cậu dẫn theo họa sĩ Điền của cậu đến giúp mình một tay đi. Mình tìm một công ty thiết kế vẽ bìa album cho mình. Cậu nhờ họa sĩ Điền kiểm hàng giùm mình. Nếu không có vấn đề gì thì thanh toán tiền cho người ta luôn. Mấy chuyện như tiền trao cháo múc cậu vẫn nên tự làm đi. Nè, mình là ngôi sao đó, mấy chuyện phải lộ mặt như vậy mình sẽ không đích thân làm đâu. Đừng nói nhảm nữa. Lát nữa mình sẽ viết tờ chi phiếu chuyển phát nhanh cho cậu. Giờ đã là thời đại gì rồi, không thể chuyển khoản trực tiếp sao? Không được. Vậy mình phải hỏi anh ấy trước đã. Mình mặc kệ, dù sao hôm nay mình đã nhờ quỷ thác cho hai người rồi. Vậy thì làm phiền họa sĩ Điền giúp mình rồi. Nè, Chu Dận, ăn mặc đẹp một chút, đừng làm mất mặt ban nhạc của mình. Biết rồi. Tôi đi qua thế giới.
Lý Tuân, cậu cảm thấy một người như thế nào mới được gọi là công chúa? Công chúa à? Trước tiên phải có đôi mắt thanh tao, sau đó là một trái tim trong sáng và yếu mềm. Cảm ơn. Bây giờ ngôi sao lớn đều thịnh hành viết chi phiếu à? Em kêu cô ấy chuyển khoản mà cô ấy nói là có hạn mức. Có thể coi thử một chút. Bây giờ trong nước vẽ một tấm bìa album là bao nhiêu tiền? Hình như cũng nhiều lắm. Hay là anh đổi nghề về đây làm cái này đi. Anh thấy đề nghị của em rất hay, anh có thể xem xét. Anh đặt cái này, ăn cái này đi. Bao nhiêu tiền vậy? Anh có muốn xem thử không? Đâu để anh xem. Anh xem thử đi. Có ngon không? Ngon chứ. Em đi vệ sinh một chút. Được rồi. Tìm Lý Tuân sao? Anh là ai? Lý Tuân đang ở đâu? Cô chính là người bạn hát trong ban nhạc của cậu ấy. Cảm ơn nha, tôi tới lấy tiền. Tiền này là cho Lý Tuân. Anh bạn nhỏ, cậu nói rõ ràng trước, cậu là ai của Lý Tuân? Anh mới là anh bạn nhỏ. Không muốn đưa thì nói thẳng đi. Tôi phát hiện mấy người xung quanh Lý Tuân, người nào cũng là đạo đức giả. Anh ấy đang ở đâu? Không nói cho cô biết. Lý Tuân này thì anh bạn nhỏ nè. Số của Lý Tuân đang ở đâu? Còn anh là ai hả? Buông tay.
乙巡的高考成绩排在咱们省第一。这人也太嚣张了吧。这是什么？南门三幺二。上来就别开房，这不耍流氓吗？我绝对不会再跟这个人说一句话。